Trong quá trình làm việc thì chính sách xã hội của công ty càng ngày càng tốt. Vì nếu công ty đầu tư vậy mình đi đâu tiếp theo? Sắc văn hóa dân tộc. Lễ kỷ niệm. Trong hiệp 1 thì cũng đã có một tình huống mà nếu Công Phượng không nhanh tay để che mặt thì cũng đã phải nhận một đòn rất đau.